Ok, hình thứ hai chúng ta hãy đi tìm con ngựa. Trời đất ơi, mới vô là thấy rồi. Nghĩ sao thằng nào nhét con ngựa vô căn nhà vậy? Ngay cửa kính luôn nè. Tức quá, mình nói cây. Trời đất ơi, mày kêu tao tìm con gấu trúc, tao tìm gớt con mắt tao ra luôn á, thằng quỷ. What the fuck? Trời đất ơi, gấu trúc. Thấy rồi, dừng. Yes. Hold up. Xin chào tất cả các bạn, mình là Bunker đây và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ có một bộ reaction về đi tìm đồ vật. À không, đi tìm tất cả mọi thứ. Ok thì trước khi bắt đầu vào video thì nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nha. Còn bây giờ thì ok, cái đầu này reaction được đấy. What the hell? Ok, let's go. Thì chúng ta bây giờ sẽ đi tìm 10 tấm hình. Mỗi tấm hình chúng ta sẽ tìm một đồ vật hay là con vật hay là xúc vật là, hay là cái gì vật vật đó. Không ai có thể thấy được những thứ được giấu. Bạn có 30 giây để bạn có thể giải mã cái hình đó. Còn bây giờ thì không được ngừng video nha. Tôi sẽ không ngừng video cho tới khi mà tôi thua hay là tôi thắng. Có nghĩa là ok, hình đầu tiên, đi tìm con chim. Rồi vô. Trời ơi khó dữ vậy. Trời ơi, tao thấy mày rồi. Chạy đi trao chim ơi. Ok, mình thấy rồi nha. Dừng ở dây thứ 10 cho nó đẹp. Ok, đây anh em. Con chim đây. Cái đuôi của nó nè. Easy. Trời ơi, chưa. Ok, let's go. Trời ơi, màn đầu tiên. Màn đầu tiên vậy là được rồi. Vừa chơi game mà vừa được chơi game. Vừa gọi là người ta kiểm tra mắt mà vừa được reaction nữa. Quá chuẩn luôn. Công nhận là cái này nó đánh lừa thị giác cực kỳ luôn nha anh em. Ui. À, cái đó là chiếc lá nha mày, chỉ cho đẹp nha mày, chỉ là chỉ vô mặt con chim. Ok, hình thứ hai chúng ta hãy đi tìm con ngựa. Trời đất ơi, mới vô là thấy rồi. Nghĩ sao thằng nào nhét con ngựa vô căn nhà vậy? Ngay cửa kính luôn nè. Mới 2 giây thôi tao đã thấy rồi. Trời đất ơi, tưởng gì khó lắm. Con ngựa nó sẽ trốn đâu đó dăm ba cái cây xanh rồi hay là trong chiếc xe. Chiếc xe khó nhìn nha. Hay là trong chiếc xe hay là trong quán ăn, nhưng mà không, nó quất thẳng đây chiếu ánh sáng chiếu vô luôn. Trời ơi, mày nghĩ sao tao không thấy vậy? Trời đất ơi, bây giờ tao cho mày lên thêm một tầng tao còn thấy mày. Mày lên sân thượng thì nhớ đứng mép mép ngoài đây nha. Nhớ đứng mép mép ngoài đây nha chứ mày đứng trên sân thượng, mày đứng trên kia là tao nó đi hết cái màn hình của tao rồi, tao không thấy mày được. Ok, vậy là hình thứ hai chúng ta đã giải mã xong. Công nhận nha, mấy căn nhà này nhìn nó đẹp. Mấy kiến trúc này, mình thích mấy kiến trúc mà không phải là căn nhà mà hình vuông, hình chữ nhật, mà là phía trước có thể là hình chữ nhật nhưng mà nó xéo qua. Các bạn nhìn cái hướng này, căn nhà nó xéo qua vậy nè. Còn căn nhà này, kế bên là căn nhà cổ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tìm. Trời ơi, mấy màn đầu chắc dễ, chứ mấy màn sau là lòi con mắt ra luôn mấy má ơi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến hình tiếp theo, tìm con sói. Con sói. Trời đất ơi. Ui. Ủa cái mặt người kìa mọi người. Cái mặt người kìa. Để tôi lê con chuột cho nó dễ nhìn. Catch it bitch. Mày định làm gì đó con sói kìa? Mày không hớt được tao con trai. Mày định nhìn ai? Mày tia em nào đúng không? Tao mét mẹ mày bây giờ. Tao nói là sói mười gái. What the hell? Mét mẹ mày bây giờ. Ok, chúng ta đã dừng. Đây, hình tiếp theo. 12 giây mọi người à. Đây con sói đây. Nó kìa, đẹp trai chưa? Tôi là tôi thích doggy rồi. Ok, để tôi mời con doggy nó lên nhảy coi. Từ từ nha. Ok, đây, lên nhảy chung với nó cho vui. Rồi, hình tiếp theo. Chúng ta hãy đến với hình tiếp theo nào. Tưởng gì? Tìm con gấu. Ê, màn 4 bắt đầu khó rồi nha. Tìm con gấu. Ôi cái khu gần này đẹp quá các bạn ơi. Ôi, căn nhà trong gần là toàn gỗ á. Nó mà bật lửa lên cái là thôi coi như mất mẹ căn nhà, là mất luôn cái khu gần luôn. Phá cờ. Bây giờ chết cha còn 15 giây rồi. Ôi, hình này khó thiệt luôn. Ôi, ly con chuột cái. Có cái nào con gấu nó trên cây không ta? Hình xui. Ê, hết giờ mẹ rầu. Mẹ biết ngay chỗ đó mà. Trời đất ơi, nghĩ sao mà cho con gấu bằng này. Mình cứ tưởng là nó sẽ cho con gấu thiệt. Nãy giờ toàn tìm đồ thiệt không à. Nó quất một con gấu gọi là gì ta? Con gấu mà được chơi hay là gấu gì? What the fuck was that? Mày chơi gian.
Nghĩ sao vậy? Tôi tưởng là con gấu thiệt. Tôi dành hết con mắt của tôi, tôi dành hết thị lực của tôi nhìn dưới đất. Trời đất ơi, nó quất con gấu kìa trời ơi. Teddy, búp bê Barbie, tạm biệt gấu Misa nhé. Bà mẹ tán mày giờ. Ok, chúng ta sẽ đến với hình tiếp theo. Tìm con mèo trong đống củi này. Con mèo. Ôi, khó thế. Ê, cái này phải con mèo không mọi người? Ok, mình sẽ chọn cái này là câu trả lời của tôi. Nó giống như mấy con mèo mà mập mập mà lông màu trắng, cái đầu, cái lỗ tai nó màu đen á mọi người. Ok, mình chốt rồi nha, đáp án đây là con mèo nha mọi người. Đây 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 đây, các bạn có thể zoom to lên. Đúng không? Trời ơi, nguyên con mèo nó trắng tóc luôn. Tôi ngồi đếm con mèo nó lỗ tai đen. Bà đội cha con trời ơi, nguyên con mèo trời ơi, nó bự trành nành ngay mặt luôn à. Tức quá ông mình nó kìa. Trời đất ơi, mày kêu tao tìm con gấu trúc, tao tìm gớt con mắt tao ra luôn á, thằng quỷ. What the fuck? Trời đất ơi, gấu trúc. Ừ, thấy rồi. Dừng. Yes. Đây, con gấu trúc đây. Mà nhìn mặt gấu trúc này ghê quá anh em. Tại vì cái đốm màu đen ngay con mắt nó nhỏ quá, nhìn nó giống như là xác nhân vậy. Damn. Mày bự bự tí cho cô te được không? Nhìn mày đúng ghê luôn á, y như cái đầu sọ vậy á. Ok, chắc chắn nha anh em, đây là hình con gấu nó đó. Đây, tôi chỉ con chỏ chuột rồi nha, con chỏ chuột. Đây. Không có con chỏ chuột là chết tôi luôn á. Nó đó. À, con gấu mà tại sao nó lại nằm trong đây nhỉ? Tụi bay định đớp con gấu này là gắn vô chứ thực sự mà con gấu mà ở đây là mấy con chim cánh cụt nó chạy mẹ hết rồi. Mà cái gấu trúc thì làm sao mà ở Bắc Cực được? Ờ cũng được tại vì lông nó dày. Easy. Rồi, hình tiếp theo. Tìm con bướm. Trời đất ơi. Ừ, tôi thấy rồi, mới vô là tôi thấy rồi. Trời ghê chưa? Ok, để tôi nhìn kỹ lại một tí. Rồi. Đây là cái hình mà con bướm này nó gọi là gì ta? Nó thích nghi với môi trường, nó tiến hóa theo môi trường luôn anh em à. Các bạn thấy thì các bạn nhớ để lại bình luận bên dưới nha. Đây. Con bướm đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem kết quả coi như thế nào. Sai nữa tao tắt máy luôn á. Ảo chó sao chó. Thôi, không tắt máy đâu, đang quay clip tắt máy hư clip, mai sau có clip để up. Ê, đúng nha bạch cân. Đúng nha mấy đứa. Rồi hình tiếp theo. Tìm con chó. Ơ cũng là dog ghê. Ôi trời trời. Lần này tao sẽ không bị dụ đâu, tao sẽ nhìn lên đám cây trước đã. Dog ghê đâu? Đâu con dog ghê đâu rồi. Wait, easy. Cái màu này khó nhìn lắm, khó nhìn thấy dog ghê lắm. Thấy rồi. Yes. Để 10 giây dừng cho nó đẹp. Đây, nó lại chơi tôi một lần nữa anh em à. Nhưng mà lần này tôi thông minh, tôi nhìn vô đám cây. Mày không có dễ lừa được tao đâu. Lừa ai chứ bị lừa tao á. Con này là con râu đần nè. Râu đần á, biết anh em biết râu đần không? Vừa râu râu mà vừa bị đần á. Người ta gọi là râu đần đúng không? Mình đọc, người Việt chúng ta đọc là râu đần. Râu đần, đốt ghe râu đần. Mấy con này khôn lắm nha, mắc lắm á. Cứ đừng nghĩ là nó là chó cỏ hay là chó ta hay là chó thường. Mắc lắm á, một con chính gốc. Ok, vậy là đây là cái đáp án của tôi. Sao cái đầu của tôi dạo này nó ghê ghê làm sao ta? Trời ơi, tìm con chó. Nghĩ sao con chó trên cây? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với hình thứ 9. Vậy là hình cây cuối rồi, tìm con rắn. Ui. Ui. À thấy rồi. Nhìn đưa con mắt vô một tí là thấy rồi. Các bạn nhớ để lại bình luận bên dưới nha. Nếu mà các bạn thấy thôi. Chúng ta sẽ ngồi nói một tí. Không những nhìn được con rắn mà tôi còn nhìn được mặt con tròn nữa. Mặc dù là nó chỉ là đồ giả. Ok, tôi sẽ dừng lại để tôi chỉ đáp án. Đây. Các bạn nhìn kỹ nha. Mở to con mắt ra. Mình sẽ kéo nè, đầu con rắn nè. Đi nè, cái vàng trắng nè, vàng đen nè, vàng trắng nè, vàng đen nè, vàng trắng nè, đó. Đi vàng trắng, vàng đen, vàng trắng, vàng đen. Và đây là cái đuôi của nó nè. Nó rất là khó nhìn luôn đó mọi người. Mấy con rắn này mà mình mà vô gần mà mình gặp mấy con rắn này á, vô rừng mà gặp mấy con rắn này á, nó tớp một cái tao lại ăn độc. Rắn này có độc không ta? Thôi kệ. À, hôm bữa tôi đọc được cái tin. À, thanh niên vô gần bị rắn cắn. Anh ta học được kiến thức ở đâu đó. Nếu mà rắn cắn mình sẽ gọi là cố gắng bẻ gãy, nói chung là chặt cái tay hay là gì đó, hay là siết tay lại. Anh ta chọn phương án chặt tay để độc nó không có chạy vào ngấm ngầm, nó không có ngấm vào người. Rồi sau đó thì anh ta vô bệnh viện, anh ta đưa con rắn, tại vì kiến thức
bị rắn cắn là phải bắt luôn con rắn về để tìm tìm ra cách cứu chữa mọi người. Mọi người lưu ý nha, mai mốt các bạn có bị con gì cố gắng bắt luôn con đó, bắt luôn con đó đem về đem lên bệnh viện, còn mà không bắt được là các bạn hiểu rồi đó, sẵn sàng đi là vừa. Thì anh ta đem con rắn lên bệnh viện và bác sĩ kiểm chứng xong là bác sĩ nói đưa ra cái kết quả là con rắn không có độc. Nani? Anh ta tự chặt tay mình. Tại vì khi mà cắn xong cái con rắn nó không có độc thì thôi, sưng lên tí vài bữa sau hết. Nhưng mà anh ta chặt tay rồi thôi, coi như là khá nhỏ cho anh chàng ấy. Ok, và bây giờ thì đây, đáp án của tôi không nói nhiều nữa. Và bây giờ chúng ta chốt nó đi, xuống xác đi 100.000 con rắn đi. Hình tiếp theo, hình cuối, tìm con nhện. Trời ơi, toàn mấy con đập không vậy. Trời đất ơi, nó hiện ngay trước mặt tôi luôn. Không, nhưng mà mấy con, nói thiệt á, mình cảm thấy là cái thế giới sinh học này kỳ diệu lắm. Những con động vật nào mà ở cái khu vực nào á, nó sẽ thích nghi và nó sẽ biến màu dần dần thành những cái môi trường đó. Để nó gọi là gì ta, cái đó là gọi là kỹ năng săn mồi. Nó sẽ gọi là ẩn thân đúng không? Mấy con săn mồi, thú săn mồi đó. Ok, dừng lại số 10 và đáp án của tôi là quất bự chành ảnh nguyên con nhện ngay mặt tôi luôn nè. Đây, này, cái đầu của nó nè. Đó, cái bụng của nó này, cái chỗ này ở chỗ là còn cái chỗ này ở chỗ bắn tơ ra nè. Chu 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 chu. Ok, còn này là một chân, một chi, hai chi, ba chi, bốn chi, năm chi, sáu chi, bảy chi, tám chi. Ui, con nhện tám chi là đúng rồi. Tưởng dễ, ở lộn tưởng khó, ai ngờ dễ. Xong, vậy là nãy giờ mình như là chỉ thua một hoặc hai đáp án thôi, còn lại là mình thắng hết anh em à. Ok, vậy là chúng ta đã xong, kiểm tra mắt đã xong rồi. Tôi được 8 hình đi, tôi cho thua 2 hình luôn. Còn các bạn thì sao, nhớ để lại bình luận bên dưới nha. Bây giờ thì video cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thể tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, peace.